chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công điện tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam. Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp và đề án 1 tỷ cây xanh tại Việt Nam. Lao động di cư vẫn gặp nhiều khó khăn, áp lực an sinh ở các địa phương tăng cao. Lào Cai triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam. Công điện nêu, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan và địa phương đã tổ chức nhiều chuyến bay chuyên chở các nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài và thân nhân nhập cảnh Việt Nam và đưa công dân lao động Việt Nam có nhu cầu về nước, trong đó có nhiều lao động hết hạn hợp đồng, quá hạn lưu trú bị mắc kẹt tại nước sở tại. Tuy nhiên, công tác quản lý còn những bất cập, sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ, nhất là trong khâu tổ chức giám sát các chuyến bay, tần suất chuyến bay, số lượng khách trên mỗi chuyến so với kế hoạch được phê duyệt. Số lượng người nhập cảnh về địa phương quá lớn trong thời gian ngắn đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng phòng chống dịch của địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh nêu trên theo quy định, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, tránh trục lợi, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Với lực lượng làm công tác đối ngoại, Đại hội 13 của Đảng đã xác định nhiệm vụ vừa vinh dự vừa nặng nề là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là nội dung chính các đại biểu thảo luận tại Hội đoàn Chủ tịch lần thứ tư khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, triển khai toàn diện các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác nước ngoài, thiết lập quan hệ mới với nhiều đối tác mới, vận động, đấu tranh dư luận, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, vận động viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu và công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, những thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội được gặp cựu chiến binh Lưu Văn Trường, Chính ủy Lữ đoàn 166 Quân đoàn 4 tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chính trị viên tiểu đoàn K34 Trung đoàn 96 Đoàn 75 Biên Hòa, để hiểu rõ hơn về những tháng ngày ông nhận nhiệm vụ. Chiến dịch Hồ Chí Minh thì tôi làm phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Trung đoàn. Thế sau đó thì như vậy tức là trong chiến tranh ác liệt như thế, như là nhớ lời Bác Hồ, cho nên tôi đã truyền cảm lại được cho nhiều anh em cán bộ chiến sĩ của tôi. Cho nên những lúc ác liệt nhất thì họ vẫn thực hiện đúng như là lời Bác Hồ dạy. Và trong chiến đấu ác liệt, hy sinh thì còn đảng viên là còn phải lãnh đạo, còn cán bộ là còn chỉ huy, và phải chiến đấu đến người cuối cùng và đánh bắn đi viên đạn cuối cùng để giành chiến thắng, góp phần giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước. Mình rất là tự hào khi được nghe lại các trang sử hào hùng của dân tộc, và rất là biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để cho thế hệ trẻ hôm nay có được cuộc sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Thì mỗi một năm tổ chức một chương trình. Chương trình năm nay là gặp mặt nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống của thanh niên nhằm hiểu được lịch sử của dân tộc ta. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của các thế hệ khi nhìn lại chặng đường 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 46 năm đã đi qua, kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Những người lính Cụ Hồ năm xưa đã trở về với đời thường, nhưng vẫn chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Và họ luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước, để hôm nay tiếp tục gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, chính thức công bố đề án 1 tỷ cây xanh và triển khai nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Đến năm 2020, tổng diện tích rừng cả nước đạt trên 14,6 triệu hectare, tỷ lệ che phủ rừng 42%. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ở vị trí thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á. Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức về quy hoạch và quản lý. Diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng còn hạn chế. Để phát triển ngành lâm nghiệp bền, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, hài hòa các mục tiêu về kinh tế xã hội thời gian tới, cùng với chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Để tổ chức thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị các bộ ngành địa phương, tổ chức doanh nghiệp và mọi người dân cùng chung tay, góp sức đồng lòng thực hiện thành công chiến lược và đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến giúp người bệnh hạn chế phải xếp hàng, chủ động chọn tờ và bác sĩ khám, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, được tạm ứng trước, rút ngắn một nửa thời gian khám bệnh, chữa bệnh so với việc đến khám chữa bệnh trực tiếp như hiện nay. Việc thực hiện đề án đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến sẽ là tiền đề và kinh nghiệm để triển khai hiệu quả đề án áp dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân trong hoạt động quản lý khám bệnh chữa bệnh. Hiện Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm xây dựng được phần mềm đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến dùng chung cho các bệnh viện. Trước mắt sẽ thực hiện thí điểm tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Năm nay nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cán bộ công nhân viên chức người lao động được nghỉ 4 ngày. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trong dịp này, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuẩn bị mọi phương án để đảm bảo đủ xe, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này. Bến xe nước ngầm. Để chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các nhà xe đã chuẩn bị mọi phương án để tăng cường chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhà xe này chạy tuyến Hà Nội Vinh. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách, nhà xe dự kiến sẽ tăng gấp đôi số chuyến. Một ngày bình thường như bọn tôi ra vào là 7 chuyến ngày thường ấy. Nhưng mà nếu cái dịp lễ là phải tăng gấp đôi ấy. Gấp đôi thậm chí gấp 3 luôn. Còn nhà xe này, hàng ngày có khoảng 22 chuyến chạy đi qua các tỉnh. Do kế hoạch điều hành, điều tiết hàng năm đều đã có kế hoạch nên đơn vị gần như không tăng chuyến và tăng vé dù là ngày lễ. Thường nhà mình thì chạy là 22 chuyến. Mà nếu như mấy ngày lễ chắc là tăng lên khoảng có 2 xe tăng cường. Công ty bên mình thì không khi nào tăng giá vé, kể cả ngày lễ, ngày Tết hay ngày bình thường giá vé vẫn như cũ. Năm nay theo dự kiến của bến xe nước ngầm, lượng khách sẽ tăng cao đột biến vào ngày 29 tháng 4, sáng 30 tháng 4 và ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách có thể chỉ tăng khoảng 130% so với thời điểm cuối tuần, dịp không có dịch. Dù vậy, bến xe vẫn chuẩn bị mọi phương án tăng cường xe. Thực tế thì để đảm bảo cho cái việc nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 5 thì chúng tôi cũng có kế hoạch báo cáo lên sở là tăng cường 100 lượt xe để giải tỏa các cái tuyến ví dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng này, những cái tuyến là có thể đông đột biến thì chúng tôi ngay lập tức giải tỏa. Tại bến xe Giáp Bát, dự kiến lượng khách sẽ tăng đột biến. Vì vậy, dịp nghỉ lễ năm nay, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lưu lượng hành khách đi lại trong đợt này sẽ tăng mạnh tại một số tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình. Nên ban quản lý bến xe đã thống nhất với các đơn vị vận tải dự phòng tăng cường chuyến phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các bến xe lên phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là vận tải hành khách, yêu cầu các đơn vị vận tải đầu mối giao thông lớn thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19. Sau 3 năm thực hiện thí điểm đề án, thí điểm chương trình đào tạo song bằng ở một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội sẽ tạm dừng. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, nhận được sự quan tâm của xã hội, trong đó có không ít học sinh và phụ huynh lo lắng. Là lứa đầu tiên của chương trình thí điểm học song bằng bậc trung học cơ sở, Minh Ngọc nhận thấy nhiều điểm khác biệt khi theo học chương trình này. Sau 3 năm, không chỉ thu nhận được kiến thức cơ bản các môn học mà khả năng ngoại ngữ hay tự học của Ngọc cũng tốt hơn rất nhiều. Biết song song ở hai ngôn ngữ thì mình có thể tiếp cận được với nhiều nguồn kiến thức nó đa dạng hơn, nhất là nguồn của nước ngoài ạ. Chương trình đào tạo song bằng được Hà Nội thí điểm tại 7 trường trung học cơ sở, đến nay hiệu quả mang lại khá tốt.
Chính vì vậy, thông tin năm học 2021-2022 sẽ dừng tuyển sinh hệ này khiến nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng, nhất là hướng đi vào cho các em ở bậc trung học phổ thông khi kết thúc cấp học cơ sở. Cái mong muốn lớn nhất của phụ huynh là có được một cái thông tin nó cụ thể, một cái lộ trình nó rõ ràng để phụ huynh cũng có cái sự chủ động trong các cái kế hoạch cho con em mình. Việc dừng đào tạo chương trình song bằng khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, bởi lẽ cách đây một tuần, trong hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vẫn đề cập đến nội dung hướng dẫn về công tác tuyển sinh và chương trình song bằng. Nhiều ý kiến băn khoăn liệu điều này có liên quan đến thông tin chương trình này có những sai phạm đang được điều tra. Là không phải vì cái việc đó mà dừng công tác tuyển sinh, mà đây là dừng theo đề án. Là đề án đến thời điểm năm học 2021-2022 thì tiếp tục dạy ở lớp 7, lớp 8, lớp 9 và không tuyển sinh lớp 6. Đấy. Và sẽ đánh giá toàn bộ đề án sau khi kết thúc năm học 2023. Đồng tình phải có đánh giá sau khi thí điểm. Tuy nhiên, mong muốn của các trường chương trình đào tạo song bằng ở bậc trung học cơ sở sẽ sớm được công nhận chính thức để mở rộng mô hình này. Bởi nó không chỉ tác động đến học sinh mà cả nhận thức của giáo viên và nhà quản lý. Vốn được coi là chất lượng ngoại nhưng học phí nội nên cuộc chạy đua của phụ huynh cho con vào học hệ song bằng là rất lớn. Còn với các trường, việc được công nhận đủ điều kiện để dạy theo chương trình này cũng đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất cao về cả vật chất và đội ngũ. Chính vì thế, để tránh tâm lý lo lắng, hoang mang cho cả phụ huynh và các trường thì những quyết sách có liên quan đến lộ trình phải được thông tin sớm. Với sự phát triển của nhiều vùng kinh tế trọng điểm trong nước, lao động di cư tới các địa phương này cũng tăng lên, tạo ra những áp lực không nhỏ, nhất là về vấn đề an sinh. Đây là một trong những vấn đề được phát hiện tại nghiên cứu vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam vừa được Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương công bố mới đây. Theo nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, di cư nội địa là nhu cầu tất yếu của phát triển, giúp các địa phương có thêm nguồn lực để cấu trúc lại nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng tạo nên áp lực về cơ sở hạ tầng và các vấn đề xã hội tới các địa phương. Luồng di cư lao động tập trung chủ yếu tại khu vực thành thị và các vùng kinh tế phát triển hơn. Việc tiếp cận các dịch vụ công cơ bản và an sinh xã hội của người dân di cư tại nơi đến gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước và do chính bản thân người lao động di cư. Có tới 71% lao động di cư chưa được tiếp cận với dịch vụ y tế công cộng và 2/3 phải trả tiền nước cao gần gấp 3 và tiền điện cao gấp đôi so với người địa phương. Chỉ có khoảng 7,7% trẻ em di cư được đi nhà trẻ công lập. Hiện chưa có các chính sách về chế độ trợ giúp xã hội dành riêng cho lao động di cư. Tại hội thảo công bố báo cáo, các chuyên gia cho rằng các địa phương cần tính tới các chính sách dành cho lao động di cư trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bởi tầm quan trọng của lực lượng này. Sở Công Thương Hà Nội cho biết sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 với chủ đề chung tay kết nối kích cầu nội địa nhằm góp phần phát triển thị trường tiêu dùng trong nước. Lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 29 tháng 4 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và chính thức phát động các hoạt động kích cầu giảm giá khuyến mại tập trung vào các tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Chương trình có sự tham gia của 30 trung tâm khuyến mại tập trung cùng 2.000 điểm bán hàng khuyến mại trên toàn địa bàn thành phố với hàng loạt sự kiện quan trọng. Chương trình được kỳ vọng là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho đông đảo người dân thủ đô được tiếp cận, mua sắm hàng chục nghìn sản phẩm với mức giảm giá sâu, chất lượng bảo đảm. Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều dự án căn hộ hàng hiệu có mức giá dao động từ 8.000 đô la Mỹ cho đến 20.000 đô la Mỹ cho 1 m², tương đương với mức giá từ 200 đến 400 triệu đồng 1 m² tại trung tâm quận 1, quận 3. Mức giá này đã gây choáng không ít nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là các dự án này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường khi khối lượng giao dịch tăng cao đột biến và nhanh chóng hình thành một dòng bất động sản hàng hiệu. Căn hộ này đang được xếp vào phân khúc bất động sản hàng hiệu, giá trị khoảng 2 triệu đô cho hơn 100 mét vuông mặt sàn, một mức giá cao kỷ lục tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều bất ngờ là căn hộ này lại đang được các nhà đầu tư săn đón. Thì hiện tại Việt Nam đang hình thành một cái giới siêu giàu, họ đang cần những cái sản phẩm rất là cao cấp. Do đó những cái sản phẩm mà đáp ứng được về vị trí, chất lượng bàn giao cũng như là những cái nội thất đẳng cấp thì giới siêu giàu Việt Nam cần những sản phẩm này. Do đó cái việc bán những căn hộ này vẫn rất là dễ dàng.
Lý giải về điều này, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thời gian gần đây nhiều thương hiệu lớn của thế giới đã tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia vào sân chơi bất động sản, dẫn đến nhiều căn hộ ở phân khúc giá cao, cực cao đã xuất hiện ngày một nhiều. Thực tế trên thế giới, những căn hộ có giá trị hàng tỷ đồng trên một mét vuông cũng đã xuất hiện rất nhiều, bởi nó không chỉ còn mang giá trị bất động sản thông thường mà còn là nơi thể hiện độ xa hoa, sự chịu cho của giới nhà giàu. Khi có sự hợp tác này thì cái bất động sản hàng hiệu đó đã được mang cái thương hiệu của đối tác nước ngoài, được thụ hưởng các cái dịch vụ, các cái tiện ích trong dự án đó, xứng đáng với cái đồng tiền mà người tiêu dùng đã bỏ ra để mua nhà trong các cái dự án bất động sản hàng hiệu này. Với giá bán dao động từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng, nên mới đây dự án hạng sang Zomax ra mắt căn hộ mẫu thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư. Điểm đắt giá của dự án này còn được đánh giá ở ưu điểm như thủ tục pháp lý hoàn thiện, tiến độ dự án đã hoàn thành, giao nhà trong thời gian ngắn, thậm chí có cả chính sách nhận nhà rồi mới thanh toán. Theo DKR Việt Nam, những sản phẩm như thế này sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh khi giới siêu giàu Việt Nam đã xuất hiện ngày một nhiều. 200 triệu đồng trên một mét vuông đến 400 triệu đồng trên một mét vuông là mức giá thực sự gây choáng. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm đang dần cạn kiệt thì phát triển bất động sản hàng hiệu như thế này cũng là cách để phát huy tốt nhất giá trị cho bất động sản. Theo phản ánh của người dân thì gần đây nguồn nước sông Đa Nhiêm đoạn qua xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng bẩn đục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất rau màu của gần 100 hộ dân trong vùng trong mùa khô hạn đang là đỉnh điểm như hiện nay. Gia đình bà Phan Thị Cấp ở thôn La Bui, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện có 7 sào đất nằm ven sông Đa Nhiêm và trồng rau sạch. Nhưng gần đây, đoạn sông nước đục bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng trọt hoa màu của người dân. Nguyên nhân do một công ty khai thác cát. Vị trí khai thác cát được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng, trụ sở tại huyện Đơn Dương, với diện tích khu vực khai thác là 11,3 ha, tương đương với 5,7 km chiều dài lòng sông. Hoa màu của chúng tôi là nói chung là tưới tiêu là hư. Số thì nhân mà rau vườn của tôi, riêng nhà tôi ấy, là tôi tưới rồi tôi lại phải tưới lại nước giếng nữa. Thì nó mất công chúng tôi quá, thì bây giờ chúng tôi chỉ muốn là làm sao cho chúng tôi có nguồn nước trong để chúng tôi tưới thôi. Tại khu vực người dân phản ánh, một con đập đất được dùng để chắn ngang hoàn toàn con sông. Rõ ràng, việc đắp đập như thế này thì phía hạ nguồn của dòng sông không thể nào lấy được nước. Và hiện tại khu vực gần khai thác cát cũng đã bắt đầu xuất hiện việc sạt lở bờ sông như thế này. Đa Nhiêm là con sông lớn chảy qua địa bàn nhiều xã, thị trấn của huyện Đơn Dương và một phần huyện Đức Trọng, nơi cung cấp nguồn nước tưới tiêu chủ lực, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng rau trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi khảo sát thực tế thì nhận thấy rằng phản ánh của người dân về vấn đề này là đúng. Thì sau khi nhận được sự chỉ đạo của huyện thì doanh nghiệp đã tiến hành các cái biện pháp để mà khắc phục các cái vướng mắc trong quá trình khai thác. Tuy nhiên đến giờ phút này thì chúng tôi được phản ánh là các biện pháp của doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục hết triệt để các cái vấn đề mà phản ánh của người dân. Cho nên là sắp tới Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục có các biện pháp được kiểm tra, khảo sát và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện để xử lý các vi phạm nếu có. Không chỉ nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, việc khai thác cát của công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng đã khiến cho nhiều đoạn bờ sông Đa Nhiêm bị sụt lún. Nguy cơ gây sạt lở quy mô lớn trong mùa mưa lũ là rất cao. Và còn một số việc chấp hành theo quy định như cam kết trong DTM phê duyệt vẫn chưa thực hiện xong. Chiều ngày 23 tháng 4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tại địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, thành phố Lào Cai và ngược lại. Trong khoảng thời gian một năm qua, các đối tượng đã thực hiện tổng số 90 lượt đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các đối tượng trong đường dây gồm Giang Mỹ sinh năm 1990, Hoàng Sang sinh năm 2001, Thảo Thành sinh năm 2003, Giang Nhà sinh năm 2003,
là Hoàng Sang sinh năm 1988 và Lý Trừ sinh năm 1988, cùng trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng còn khai nhận đối với những người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam thì chúng sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, sau đó thuê taxi tiếp tục đi sâu vào nội địa. Công an Lào Cai đang tiếp tục điều tra vụ việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.